Lần đầu tiên tại Việt Nam, một trẻ sơ sinh đẻ non chỉ nặng có 400 gram đã được chăm sóc nuôi dưỡng thành công. Thành tựu y học này không chỉ thêm hy vọng sống với những trẻ sinh non cực kỳ thấp cân, mà còn đánh dấu bước phát triển mới về trình độ của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngay cả trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Sản phụ này được chuyển từ Nghệ An lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày 1 tháng 6. Do bị tiền sản giật nên để giữ được tính mạng phải mổ cấp cứu ngay dù thai mới 27 tuần. Khi con gái chào đời với cân nặng chỉ 400 gram, người mẹ không hề nghĩ lại có ngày hôm nay. Chờ đợi trong xa cách 3 tháng qua, chị khó diễn tả cảm giác khi ôm trọn con trong vòng tay. Tưởng chừng là mất con. Em rất hạnh phúc, muốn cảm ơn những đội ngũ bác sĩ ở tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tấm lòng vô giá. Là trường hợp cực kỳ thấp cân non tháng, bị suy dinh dưỡng nặng, nội tạng, não, tuần hoàn non yếu, nên cháu bé đối mặt với hàng loạt nguy cơ như suy hô hấp, xuất huyết não, nhiễm trùng, vàng da, thiếu máu. Vì vậy, cùng việc nuôi lồng ấp, chống nhiễm trùng nhiều tầng, các bác sĩ đã cho nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần ngay từ giờ đầu sau sinh với kỹ thuật vô trùng. Rất nhiều khó khăn đã gặp phải, ngay cả việc lấy ven vì cánh tay của trẻ chỉ bằng ngón tay út người lớn. Nhưng các thầy thuốc đã kiên trì điều trị, kỳ công chăm sóc, thậm chí nhỏ sữa từng giọt với 16 bữa mỗi ngày, mỗi bữa 5ml. Các cơ quan nó chưa hoàn thiện thì chúng ta cũng phải dự phòng để tránh những cái rối loạn nó xảy ra. Ví dụ vàng da, chức năng gan, rồi ống đô thông động mạch nó chưa thể đóng được, thì chúng ta vẫn phải điều khiển để làm sao nó tương ứng với cái tuổi thai đấy. Cho nên đây nó có một cái sự hiểu biết rất tốt giữa cái sinh lý của sơ sinh và sinh lý của cái thai nhi ở trong bụng. Chính vì thế chúng ta có cái chăm sóc cực kỳ phù hợp. Hiện sau 12 tuần bé đã nặng 1,8 kg, thoát khỏi thở máy. Thành công này thể hiện bước tiến bộ vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hiện tỷ lệ nuôi dưỡng thành công trẻ đẻ non dưới 1 kg đã đạt 40%. Trong khi 10 năm trước, con số này chỉ là 18%. Được, được, không hợp tác à.